Ồ, làm đi. Làm đi cà phê ha. Xa quá. Làm miếng nước trà nữa. Sáng nay mình vui chứ hả? Hôm nay anh em có ba cái đơn hàng, ba đơn hàng mình nhập từ nước ngoài về ngày hôm qua, nó là bận quá chưa kiếm được. Bây giờ cái đầu mình kiếm, đây là hàng đây, đây là cái đồng hồ đo trên xe đạp và quan trọng là đo được nhịp tim luôn của Lisada. Cái hãng Lisada là cái hãng cũng nổi tiếng ở Trung Quốc, chuyên về hàng xe đạp, các cái phụ kiện xe đạp thể thao, địa hình leo núi và cái đồ cắm trại, bít tích, một trong những cái hãng cũng là có danh tiếng ở bên Trung Quốc. Hàng này mình được nhập từ thẳng của chính hãng luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ khui cái hộp này ra, nó gồm có những gì các bạn nhé. Cách nước ngoài họ đóng hàng rất là hay, mình cũng học hỏi theo cách của họ. Không, mình khui gì đấy, không tốn thời gian mình khui gì đấy. Đây là hen, à cái túi này quá nó có xốp luôn. À mình mua cái này về mình đóng hàng, tức là cũng như có cái máy họ ép luôn. À lót này đó, đây là một cái đồng hồ gắn trên cái xe đạp á, xe đạp địa hình xe đạp thể thao các bạn, mà đặc biệt nó có cái đo nhịp tim. Ồ, ba gói rất là chất lượng rồi, hàng là hàng chính hãng, computer ba trong một. Computer sẽ cool được coi. Ồ đúng rồi, tiền nào của nấy. Ồ chất lượng quá. Rồi cái này mình sẽ xem sao. Bây giờ mình mới cái đồng hồ đây, nó gồm có là coi như là đầu tiên chính là cái đồng hồ, cái máy đo, cái này gắn ở trên xe đạp. À, cái này như là bỏ pin, bỏ pin. Nó có một viên pin bên trong. Đây là nó bó sạc pin đó. Cái này cũng xài pin luôn. Cái đây là nó gắn kẹp cho để nó cảm ứng to. Và cái đây là cái dây rút. Dây kẹp để nó gắn vào cái xe, thì là nó gồm có một sợi, hai sợi, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, có 8 sợi là gắn 8 nơi, mình đoán thế. Ồ nhiều quá chứ hả? À, cái dây rút này, cái dây này rút vô là rút là không có gỡ được này. 8 sợi rồi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đó. 8 sợi này. Mình để qua một bên đi. Để bên này.
Và cái đây là như cái này là kẹp vô cái ghi đông xe đạp, ghi đông và gắn vô ở đây chắc như thế này. Đúng rồi đó. Gắn đúng rồi, gắn vô luôn rồi. Đây mình sẽ gắn nhá nhá này đó. Đây gắn vô cái ghi đông xe đạp á, rồi mình vừa chạy. Ồ, có nhiều cái đồ lắm. Ồ, khá nhiều. Cái này là nhiều đồ cảm ứng. Cảm ứng của cái này mình sẽ làm sao. À, cái này họ nhà sản xuất họ có đưa mình cái cách sử dụng này. Đó, bản hướng dẫn này cũng rất là bài bản. Cái này đây, ủa cái này là cái gì này? À, cái đây là cái đeo vô cái bụng, đúng rồi. À, đặc biệt cái đây là đeo vô cái bụng, à đúng rồi. Đeo phía nào không biết, như đeo đây phải, chắc khỏe. Đây mình đeo vô đây. Đúng. Mình đeo vào đây để đo cái nhịp tim này, nó cảm ứng nhịp tim. Theo mình biết là nó cách nhau khoảng 80 cm với cái đồng hồ. Tức là cảm ứng ở đây, cái nhịp tim mình đập thì cái đồng hồ nó sẽ báo. À, nó sẽ báo. À, tức là khi mình chạy xe đạp á, mình đeo cái này vào. Ừ, mình đeo vô bụng luôn. Ồ, hay. Mình đeo ở đây đó là khi là thì trong đây đó, họ hướng dẫn là đó, những cái vị trí mà gắn, những vị trí mà gắn những cái thiết bị để nó hoạt động cái đồng hồ này đó. Tính năng đồng hồ này nó đo tốc độ này. À, tốc độ mình đi hiện tại và nó tính tổng cái chiều dài đi. Mình nó đo được tầm, quan trọng là cái nhịp tim của mình, sức khỏe mình đó. Là cái này là các bạn nào muốn quan tâm về sức khỏe, tức là đi xe đạp á, nên đầu tư mua cái này. Có cái giá thì nó cũng không có nhiều lắm, giá chỉ có mấy trăm ngàn thôi, chưa được thùng bia chứ gì mỏi chứ mấy. Bởi vì mình mua đợt này được sale. Và các bạn nào có quan tâm, nếu muốn có giấy thì mình sẽ mua hộ cho. Hàng này là hàng chính hãng. Mình mua chính hãng luôn. Đó. Hàng này nhà sản xuất là sản xuất tại Trung Quốc và xuất đi nhiều nước, hàng này hàng xuất khẩu qua châu Âu, Mỹ, Nhật, chung là hàng chất lượng, mình rất thích cái này. Và xong rồi, chiều nay mình sẽ gắn lại ha, trong đây nó có cái thời gian đồng hồ này, chung là cái này ta gọi là 3 trong 1, tính năng nó là 3 trong 1. Mình thấy cái linh kiện đó quá xá nhiều luôn. Rất là. Mà cái thao tác khi mình mua về là coi như là mình gắn lại nó cũng dễ. Tại đây có cái bản hướng dẫn nó đơn giản thôi. Gắn cái xe đạp mà. Nhà sản xuất họ có kèm đủ hết rồi. Và đây là coi như là mình đây là giới thiệu cái đồng hồ, đồng hồ gắn lên xe đạp. Cái video này sẽ tạm dừng và sau đó mình sẽ làm sau đó mình sẽ làm review một cái hãng khác. Đây là cái dây nịt và một cái đôi giày của cái hãng Lạc Đà, hãng Garmin.
giờ mình sẽ kết thúc cái video đây. Nếu các bạn nào muốn mua hộ order, mình sẽ coi như là mua giùm cho. Xin chào và hẹn gặp lại.